Tình tiền tặng anh nào? Con nhỏ nữa, ở trong này cũng không có tiền. Ngon nhè. Cái này ngon. Lô mà. Cái bằng này thì... Đủ 2 triệu. Cái này cũng ra tiền mà. Cái này đủ 2 triệu nha. Nhá. Anh mua thuốc gì anh? Mua thuốc gì ạ? Đây mang đi công việc đi. Đấy rồi. Cái làm gì ạ? Thế nào em hiện tháng này như nào? Anh ơi em con nhỏ nữa, ở trong này cũng không có tiền anh, tháng này em chưa có tiền trả anh ạ. Em cho em cất lấy không được không ạ? Em cất lấy không ạ? Kiểm tra ví. Em không có con nhỏ nữa nên là ở trong này cũng khó khăn ấy, em không kiếm được mà mọi người thì ốm nhiều, cần bảo em đi cứu ấy, em phải có tiền không ạ? Anh cho em thắp lại mấy hôm được không ạ? Mấy hôm có tháng rồi, 2-3 hôm ạ. Tại vì bây giờ em cũng không biết xoay ở đâu cả, không giải thích với anh nhiều, nhưng mà bây giờ em không biết xoay sở ở đâu cả nha. Anh không thích giải thích nhiều. Thôi rồi bây giờ anh đi vào đi, xong rồi để tụi em nói chuyện nào. Cái chị thì bọn này ăn quẩy cũng chả đá. Bọn đi làm không có tiền chứ. Em biết là thế, nhưng mà mọi người dân ở trong này cũng khó khăn mà, ốm nhiều ấy, em toàn đi cứu chữa, toàn không... À, không có à? Vâng. À, không có tiền à? Anh ơi, cho em xin mấy hôm đã anh ơi. Cái này á. Con em đang ăn cơm anh ơi. Con em đang ăn cơm mà. Mà em đang ăn, anh sao làm như thế với em? Nếu mà có cần thì em xoay cho anh được mà, anh cứ bình tĩnh. Em đang ăn cơm mà anh. Xoay là hôm nào? Thế 2-3 hôm em gửi anh được mà. 2-3 hôm là bao nhiêu hôm? Bây giờ tao cần luôn cơ. Bao lần 2-3 hôm à? À, có tiền mà không cả đồ đạc bán này. Con em còn bé anh không được giờ mà con em còn bé. Thế bây giờ đưa tiền đây. Bây giờ em không có tiền anh ạ. Ủa, anh không phải ăn quẩy uống trà đá mà sống đâu. Anh ơi cho em khắt mấy hôm rồi không ạ? 2-3 hôm thôi, bây giờ em không biết xoay ở đâu. Không được, phải hôm nay luôn. Bây giờ em không biết là tìm ở đâu cả, hôm nay cũng không có khách ấy anh. Không cần biết, bao nhiêu lần, bao nhiêu hôm rồi. Hôm nay là phải trả, không trả bằng đủ không được. Ôi giời. Anh không được làm như thế chứ anh, chú con em bây giờ. Anh cứ nhẹ nhàng thôi. Anh nhẹ mà, nhưng mà nhẹ anh đói lắm. Em biết của anh mất công đi trên này bao lần rồi. Sao mọi người đóng được mà em không đóng được? Mà em con nhỏ nữa, xong là ở trong này cũng khó khăn ấy, bệnh nhân thì có nhưng mà em lại toàn đi, mọi người không có tiền trả em ấy. Thế chẳng như em lại làm thế nào được? Em sao làm thế với con em? Có làm sao không? Mọi người trả được, em không trả được à? Anh không có vợ có con nhà. Ít nhiều thì cũng đưa tụi này. Bây giờ em có tiền đâu đây, em còn bằng này tiền đây này. Hôm nay sáng rồi bằng này thì em còn bằng này thôi. Rồi. Cả sáng rồi em còn bằng này thôi anh ạ. Cái bằng này định để chung đậy đi uống nước lá. Anh có đồng của em chứ anh? À. Em còn có mấy đồng này thôi anh ạ. À. Đây em còn có bằng này thôi anh. Không lấy. Đồ này không nước lọc đúng không? Anh cầm hộ em với. Em để em cắt đấy hôm. Để em cắt đấy hôm ạ. Thế nào? Sao kia nào? Không còn rồi anh ạ, hết rồi. Hết rồi không còn nữa. Đây vẫn còn mấy đồng ấy. Có đâu anh. Đây. À dấu à. Cái đồ này uống nước lá à? Em có bằng có gì vẫn còn tiền. Em ơi, xem một cái đồ cho gì lấy nốt đi này. Anh cầm hộ em với. Anh cầm hộ em với, em còn bằng này đồng nữa. Đủ 2 triệu. Em bây giờ em lấy ở đâu ra anh cũng không còn nữa anh. Em thu xếp đồ anh thì anh đi về nhá. Anh không nói nhiều. Anh em ơi. Em hết rồi anh ơi. Anh ơi. này, cái to lục của em chưa không được không? Em xin. Này có đấy. Cái này cũng cái đồng này của em. Chứ cái này không bán tiền à? Cái này. À. Vâng. Im xoài cái tiền em xin. Bỏ cái tay ra. Đây. Đấy. Cho em cắt cái hôm thôi. Cái này cũng đáng tiền mà không bán được à? Hôm thôi anh ơi. Cho em cắt cái hôm thôi. Cho em xin mấy hôm anh. Nhà xem có gì không này? Anh cũng thấy là hai mẹ con em khổ lắm rồi đấy. Cho em cắt mấy hôm anh cũng thấy hai mẹ con em khổ mà. Anh không có điều kiện nào nữa. Đủ 2 triệu nha. Nghe này. Em chẳng có cái gì nữa anh à, con em còn nhỏ nữa. Bục hết về khi uống được nhẹ. Cho em cắt mấy hôm nữa thôi anh. 2-3 hôm nữa em tìm em sẽ xoay cho anh. Anh không nói gì. Anh ơi. Lấy cái này đi khám bệnh nhân được cái nhà. À đó. Nhà nó độc của em hỏng hết, bây giờ em không có tiền tậu lại đâu anh ạ. À. Đủ 2 triệu nha. Thế chính ra cái này cũng đáng tiền như nhỉ, sợ nó cũng đáng tiền. Không được cảm ơn anh ơi, cái này đồng nghề của em ấy. Hỏng đấy. Đồ nghề không có thì phải có tiền trả nhá. Đồ nghề à? Đồ nghề của em anh ạ. Anh lấy đi là em không có cái gì để khám bệnh nhân đâu. Để anh mai khám giúp cho. Thằng này em khám ra tiền thôi mà. Anh ơi, đồ của em mà, thuốc của em ấy. Cái này ra. Em có gì lấy nỗi này. Anh ơi cho em xin anh ơi. Cho em xin anh ấy. Cho em khất 3 hôm nữa thôi, 3 hôm nữa thôi là em có em gửi anh. Cái đồ này đi cho trẻ con chơi. Ê, đây. Anh ơi đừng có cầm mấy cái đồ nghề của em đi anh ơi. Em không có tiền để cầm lại đâu. Rồi, đây. Này nhiệt à. Thôi mọi người dẫn hộp này đi uống để tăng chiều cao rồi. Đây, đây. Hỏi vào đây. Anh có thấy em cầm của em anh ơi. Cái tay ra. Ra. Đây đi đồ này, đi cho đồ này uống nước lá sống à. Đồng nghề của em. Anh lấy đi hết rồi thì em còn cái gì nữa đâu anh. Mày còn nhà đấy. Nhà này em cũng thuê thôi anh, em không có nhà ở đâu. Thuê à? Cái đồ này không thuê à? Thuê đồ tiền đồ này đâu. Em này. Mấy cái này đáng ủng người. Cho em xin anh 2-3 hôm nữa em gửi bọn anh nha. Anh. Này. Anh ơi, anh ơi. Bỏ cái tay ra. Lại. Anh cho em xin lại đầu thêm trả tiền cho anh. Anh. Bây giờ có tiền chưa? Anh đợi em tí, anh đợi em tí ạ. Cho em xin. Có tiền tôi này. Anh ơi đợi em tí, anh ơi đợi em tí ạ. Có nhà anh lên không? Đợi em tí ạ. Anh đâu? Em cần bằng này thôi anh ạ. À, tiền con này để đây à? Ô tiền. À, uầy. Nào. Bỏ ra thôi. Đi ra, em có đâu á? Bỏ cái này ra, đi ra. À, mày đi ông tiền đi hả? Tiền bốn của em ấy. Ôi, bỏ đây ra. Có mấy đồng của em ấy. Rồi, rồi, mày đi rất nhiều tiền rồi này. Thế mà không có tiền, vớ vẩn. Không có tí tiền để em làm vốn này thôi anh ơi. Cho em xin đi. Cái lộ này không cần vốn à? Lộ này làm vốn bỏ ra ăn hả? Đánh tay lên. Rồi. Anh ơi, lại với anh ơi. Lão. Thôi. Em xin lại với anh ơi. Anh ơi, em xin lại với. Ôi, em xin lại với anh ơi. Em xin lại với. Này ơi. Em xin lại tiền vốn của em anh ơi, không có tiền đâu anh ơi. Em muốn liếng gì? Em ơi đây. Tháng sau nhớ nộp đều nhá. Anh ơi, em đi lại mất à. Anh lấy đi hết của em thì em lấy lông ra 4 nữa anh ơi. Em còn con nhỏ nữa anh ơi. 4 đi làm lại. Sao nhá. Thế rồi còn gì nữa đâu. bao giờ khỏi cái gì nữa đâu. Lấy đi hết của mình rồi mà. Còn cái gì nữa đâu. Mình đã lấy đi hết của mình rồi. Còn cái gì nữa đâu. Đâu mẹ. Đi nốt cái gì còn cái gì nữa đâu. Còn cái gì nữa đâu. Mất hết đồ rồi con ạ. Còn cái gì nữa đâu. Mất hết rồi con ạ. Tiền cũng không còn nữa. Trong bao nhiêu năm mới được mình đấy. Lấy hết thì còn cái gì nữa đâu. Mẹ nằm nằm đi đã. Con đợi mẹ tí nhé. Mất thế rồi. Mẹ yêu em mà. Em báo công an chưa? Mày làm thế nào nữa? Em lên chính quyền em báo chứ. Thằng lấy đồng của em rồi, còn tí vốn tiền của em họ cũng lấy nốt, lấy cả chữa, cả đồ của em, hàng hóa của em đi hết rồi kìa. Trời ơi, em chỉ ở ngay đây không biết chứ. Em đang giờ chưa đi đi ngủ. Con chẳng biết làm thế nào rồi. Lấy hết hàng hóa rồi. Còn hết thôi chị ạ. Em bảo không có rồi mà họ cứ lục lấy hết rồi. Em bắt hết rồi chị ạ. Chẳng còn cái gì nữa, tiền một tí tiền học lấy hết của em. Thôi còn tao nữa, hai mẹ con một con nữa vào nhà đi. Vào nhà xong là nên xem chính quyền thế nào á, giải quyết nhau. Đi, vào nhà đi. Rồi em dối quá chị ạ. Hai mẹ con thì ở xa về đây làm ăn nữa mà không biết chính quyền ở đâu chị. Em cứ lên ở trên kia. Lên thẳng một đoạn xong là có một cái nhà văn hóa ấy. Em vào trong đấy xong là có người ở trong đấy. Có phải là em thì ở ngay cạnh đường thôi. Cứ đi thẳng, cứ đi thẳng. Một cái tiền là hàng đấy, món hàng của em họ cũng lấy đi hết. Đi lên báo chính quyền đi. Để chính quyền giải quyết nhá. Em cảm ơn chị nhé. Em cảm ơn chị nhé, chị đi về nhé. Chị ăn nhé, chị ăn nhé. Nó thế chứ. Đúng rồi. Ngồi lên. Vì làm sao? Thì em nói anh sao? Hôm qua thì đang giờ ăn trưa ấy, thì có mấy anh, em cũng không biết là ai đâu, cứ vào xong nó quấy phá em, cứ bảo em là nộp tiền cuối tháng rồi, đến tháng rồi, em bảo là hai vợ chồng con không có tiền đâu, nên là cứ quấy phá đập phá hết đồ của em. Em là kinh doanh ở đâu? Em ở dưới thôn này luôn ạ. Dưới thôn này. Em đi quầy thuốc đấy ạ, em ở quầy thuốc. À, quầy thuốc mà bên kia đấy đấy ạ. Đúng rồi, có hai đứa con thôi nên là mọi người cứ, mấy anh cứ vào đe dọa em, thì cả con nhỏ nữa nó còn khóc nữa, em chẳng biết làm thế nào. Thế có mấy người? Có 4 người ạ. 4 người? Vâng. Nhiều tuổi chưa? 30 tuổi tầm đấy ạ. Tầm đấy ạ. Thế cái sự việc này xảy ra lâu chưa? Hôm qua. Hôm qua gì? Hôm qua thời điểm nào? Tầm 12 giờ ạ. Không đi tin vào để nữa mình còn làm việc với lại đồng công an xã. Họ tên em là gì? Nông Thị Hân ạ. Nông Thị Hân. Nông Thị Hân. Đây tôi gì rồi? Trưa hôm qua. Trưa hôm qua khoảng 12 giờ. Khoảng 12 giờ. Ăn cơm. Thì em ăn cơm thì các anh cứ quấy phá nên là đặt hết bát đũa của em. Em lên trên này kinh doanh. Em đã làm việc với lại đội công an xã chưa? Em chưa, em chỉ lên thôn bản để trình báo trước ạ. À, thế là cái sự việc là xảy ra là vào chiều trưa hôm qua. Đúng rồi. Là có mấy thanh niên đến đòi tiền. Đúng rồi. Tên gì rồi, tên gì không biết. Em không biết tên đâu ạ. Không biết tên, có thấy quen mặt không? Cũng lần trước là có đòi một lần ạ. Lần trước cũng đòi một lần. Đúng rồi. Thế lần trước là mấy người? Lần trước là 3 người em cũng, vâng, em cũng cho rồi, lần này em không có nữa, em cũng có một đồng nào nữa, còn một tí để làm vốn để nhập hàng hóa ấy, thì các anh kia cũng lục lấy hết. Thế là lần này là có 4 người đến. Vâng, có 4 người ạ. Thế là người ta trấn cái tiền của em à? Em còn đòi xin lại thì được mấy đồng, mấy chục thôi. Mấy đồng, thế là có hành vi là quấy phá. Đúng rồi ạ, lấy hết, tiền. Lấy cả hàng hóa đi luôn ạ. Lấy cả hàng hóa đi luôn. Vâng. Em đòi em xin lại thì các anh cứ cầm đi hết rồi. Chị có biết tên của ai không? Em không ạ, nhưng mà em nhìn thấy là người hơi bé thấp, đầu trọc, mà có xăm ở tay trái ấy. Có phải người ở đây không? Em nhìn thấy mấy anh kia cũng đi lại suốt ấy, chắc là nhìn thấy em ở dưới kia về nên là các anh bắt nạt em sao. Lần trước cũng hỏi một lần lấy rồi thì em cũng lúc đấy vừa mới lên ấy, em cũng sợ, thế là em cũng cho lần này em cũng có nữa, em đi cứu người, mọi người nhiều quá, mọi người trên này cũng khó khăn đấy, nên là đi thì chỉ cứu không ấy, không có tiền. Thế là mấy người đấy là đi phương tiện xe máy hay là đi ô tô? Đi ô tô. Có nhớ biển kiểm soát là gì không? Lúc đấy em cũng hoảng quá, con nhỏ thì khóc nữa nên em cũng không nhớ được. Thế là 4 người đấy đến là cứ đòi tiền em. Vâng. Đó là lần thứ 2 rồi. Lần thứ 2 rồi. Thế lần trước thì không dám trình báo. Tại vì em ở một mình, em cũng vừa mới lên thế là em cũng sợ, không dám phải thắng lại. Thế bây giờ thế này nhá, ở trên địa bàn bất cứ đâu đi kinh doanh thì mình có cái thông tin thì gì thì mình phải phản ánh với lại chính quyền địa phương nhá. Đấy. Cái sự việc này thì anh sẽ tiếp nhận và làm việc với lại đội chính quyền nữa để làm sao mà trả lời phản ánh cái thông tin này của em. Ok, cái này không có điều gì, cái này nghĩa vụ trách nhiệm của bọn anh mà anh phải làm, không cần phải cảm ơn đâu. Em cứ sau cái ngày hôm nay em đi về tí em có thông tin số điện thoại thì để lại tí anh sẽ cho. Thế chồng em có chơi bời gì không? Chồng em không, chồng em đi làm ca. Chồng em đi làm ca thôi. Thế không có bị nợ nần gì hay là trước đó là có điện thoại là gọi đến đâu gì? Không có gì. Không có gì. Thế là chồng có hay về thăm em không? Chồng em có mà. Thế là em chữa bệnh ở trên địa bàn này. Thế em để lại thông tin cho các anh đi. Vâng, được mà. Số điện thoại của em anh ghi được em. 136 858 ạ. Được chưa anh? Bây giờ đội anh có thông tin rồi. Đấy. Em về đi, có gì thì đội anh sẽ thông tin liên hệ với em qua số điện thoại em vừa để lại ở đây. Vâng, thế em cảm ơn hai anh ạ. Không phải cảm ơn đâu, đây là công việc của đội anh phải làm. Vâng ạ. Thế hai mẹ con em đi về đấy. Em xem cái chỗ thế này xem. Em ngày giờ với lại cái số lần mà em bị chấn tiền đấy, em chuẩn chưa? Em đi ký xác nhận rồi đấy. Vâng. Ký vào đấy chứ. Ký đóng vào tiền rồi đấy. Xong rồi em cứ về đi nhá, có gì thì tụi anh sẽ thông tin liên lạc cho em sau. Hai mẹ con về đi nhá. Cảm ơn em nhé. Ok, đi về nhá. Đi về đây. Em ơi, bán ra bị thuốc anh ấy. Anh lấy thuốc gì anh ơi? Kháng sinh. Kháng sinh à? Vâng. Anh bị làm sao? Vì trong đau mắt. Thế anh dùng cái nhỏ mắt đấy của người ấy, anh nhỏ vào cho nó đỡ tốt hơn đấy. Cái đấy đau mắt đỏ ấy, thì chị đau mắt đỏ. Mà anh chứ loại này quen rồi. Cái này anh bỏ cái bột ở trong này nhá. Bao tiền em? 10.000 ạ. Thôi anh lấy 2 vị luôn. 2 vị. Ừ. Không được làm thế chứ đây. Này, treo vào tay nhá. Này, làm vòng này. Làm vòng như này nhá, đúng rồi. Cầm. Ô. Anh muốn thuốc. Muốn thuốc anh ơi. Anh bị đau chân. Đau chân à? Ừ. Đi sao nhỉ? Em đè này, anh đau tí này đau. Không đau, dẫm xuống mới đau. À. Anh bị thấy đau chưa? Cái chỗ này không? Bị ở chỗ hơi sưng trên này. Đấy đấy, chỗ đấy. Bị mấy hôm rồi anh? 2-3 hôm rồi. 2-3 hôm rồi. Ừ. Sợ bị anh bị gút với lại ảnh hưởng đến dây thần kinh ấy. Cái chặt của anh sợ anh bị gút đấy, với lại đau dây thần kinh ấy. Không thì em lấy cho anh ít thuốc gút với lại dây thần kinh nhé. Uống xem có đỡ không? Không thì em đi khám xem nhé. Cái này anh nếu mà không đau quá anh uống 1 viên một buổi sáng anh nhé. Yeah. Buổi sáng ấy. Còn cái này uống sáng 2 viên, tối 2 viên xem này. Cái bột thần kinh này anh hút anh lại ra xuống để mình xem nhé. Dạ vâng. Cái duy trì một thời gian. 183.000. Cái bột thần kinh anh hút lại cứ ra để mình xem. Đau quá thì cái giảm đau ở lại anh uống vào nhé. Trời ơi.